Kế toán Hà Nội, nơi hội tụ tinh hoa kế toán. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong những năm vừa qua, nhiều doanh nghiệp bị phá sản và ngừng hoạt động vì nhiều nguyên nhân khác nhau, và trong đó có sự yếu kém ở khâu kế toán. Thu ngân sách nhà nước tập trung vào số doanh nghiệp còn lại, nhà nước đã ban hành nhiều chính sách thuế mới, vừa mang tính hướng dẫn và vừa mang tính chất thiết chặt, làm cho công việc kế toán trở nên phức tạp hơn và doanh nghiệp sẽ mắc lỗi. Nếu để kéo dài sẽ là lỗi hệ thống, khi đó thì phải nộp phạt và bị truy thu thuế là không thể tránh khỏi. Nhiều kế toán doanh nghiệp có kinh nghiệm cho rằng đã hoạch toán đúng như là chi phí hợp lý, tính đúng số thuế phải nộp, nhưng tại các kỳ thanh tra, kiểm tra thuế vẫn bị loại trừ phí là do hiểu chưa đầy đủ về chính sách thuế và quan điểm thu thuế của đoàn kiểm tra. Và nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về những vấn đề này thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nghe những lời giải đáp của chuyên gia thầy giáo Nguyễn Việt Hà, người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và kế toán. Và các bạn, trong ngày hôm nay với chủ đề là chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những câu hỏi thắc mắc từ các bạn gửi về hòm thư kthn@gmail.com, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng giải đáp những thắc mắc này. Và câu hỏi đầu tiên đến từ một bạn đang làm việc tại Cầu Giấy gửi đến cho chương trình với nội dung như sau: hiện nay đã gần cuối năm 2014, em đang chuẩn bị rà soát lại những chi phí phát sinh trong năm để lập báo cáo tài chính. Em thấy những văn bản hướng dẫn về thuế ra thường xuyên nên chưa định hình được những văn bản mới nhất áp dụng cho năm 2014. Vậy chương trình hãy giải đáp ngắn gọn về các văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp mà em cần quan tâm. Và ngay sau đây thì xin mời chuyên gia của chương trình thầy Nguyễn Việt Hà giải đáp giúp bạn câu hỏi này. Xin cảm ơn. Đối với câu hỏi của bạn thì đây là vấn đề quan tâm của hầu hết các bạn khi làm kế toán tổng hợp, nhất là công tác kế toán cuối năm là ở doanh nghiệp chúng ta sẽ bắt đầu triển khai cái công việc lập báo cáo tài chính cuối năm để nộp cho cơ quan quản lý thuế. Thì ở đây đối với riêng về thuế thu nhập doanh nghiệp, xác định doanh thu chi phí hợp lý để tính xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2014, đề nghị các bạn sẽ tham khảo cho tôi trực tiếp những cái văn bản pháp luật như sau. Thứ nhất là các bạn tham khảo vào luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32 năm 2013, Quốc hội ban hành kỳ họp lần thứ 13. Tiếp theo các bạn sẽ tham khảo thông nghị định số 218, nghị định của chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2014, và kèm theo đó là thông tư hướng dẫn của nghị định này, đó là thông tư số 78 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 2 tháng 8 năm 2014, và gần đây nhất là một cái thông tư số 119 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2014, và đề nghị là các bạn sẽ tìm hiểu sâu ở trong đó. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Và câu hỏi tiếp theo đến từ một bạn nữ ở Hưng Yên có địa chỉ là Phương Hường Lê 279@gmail.com, muốn hỏi chuyên gia như sau: em đã làm kế toán tổng hợp được hơn 2 năm nhưng chưa được tham gia quyết toán thuế lần nào. Em nghe bạn em nói chi phí tiền lương của doanh nghiệp tuy dễ làm nhưng lại rất hay bị cơ quan thuế, mặc dù công ty thực tế chi trả những khoản đó cho người lao động. Vậy em muốn hỏi, để chi phí lương không bị rủi ro khi quyết toán thuế thì em cần phải chuẩn bị những thủ tục gì? Vâng, xin mời chuyên gia. Thì đối với khoản mục chi phí tiền lương trong bất kể một doanh nghiệp nào thì doanh nghiệp nào gặp phải khoản mục chi phí này, và các bạn kế toán tưởng chừng như là chi phí này rất là dễ làm nhưng thực ra lại hay bị rủi ro trong quyết toán thuế, bởi vì đặc thù của chi phí tiền lương là hầu như là không có hóa đơn mà nó chỉ là những cái chứng từ hợp lý hợp lệ kèm theo trong đó. Thì đối với chi phí tiền lương thì đầu tiên các bạn phải chuẩn bị về thủ tục về hồ sơ đối với người lao động. Ví dụ lao động thường xuyên của các bạn thì yêu cầu bắt buộc phải có hồ sơ của người lao động, và hồ sơ này là phải có dấu công chứng, cũng giống như chúng ta khi đi xin việc thì chúng ta hay nộp cái bộ hồ sơ xin việc có dấu công chứng. Tiếp theo là chúng ta cần phải có những hợp đồng lao động ký kết giữa chủ doanh nghiệp với người lao động, và kèm theo đó là các quy chế tài chính của công ty, mà trong quy chế tài chính có một phần đó là quy chế về tính lương, trả lương cho người lao động, hoặc là có những kèm theo là những cái quyết định của giám đốc công ty ban hành. Ví dụ khi trong hợp đồng lao động hoặc quy chế tiền lương mà không nói gì đến các khoản thưởng chẳng hạn, thì trong quá trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, nếu chủ doanh nghiệp muốn thưởng cho người lao động một khoản nào đó thì nó phải thể hiện bằng những cái quyết định của giám đốc công ty ban hành về mức thưởng
rồi các quyết định của giám đốc công ty như các quyết định về tăng lương cho nhân viên chẳng hạn. Đấy là những cái thủ tục ban đầu. Thế tiếp theo nó đối với lao động thường xuyên, nhất là sau này nó ràng buộc, đây là nộp thuế thu nhập cá nhân kèm theo, là đề nghị các bạn là đối với lao động thường xuyên chúng ta phải làm đầy đủ về thủ tục liên quan thuế thu nhập cá nhân, như là phải đăng ký mã số thuế đầy đủ cho người lao động, rồi thủ tục về liên quan đến các khoản giảm trừ gia cảnh cho người lao động. Và tiếp theo nữa là người ta mới xét đến các những cái vấn đề về chứng minh cái việc chi trả thu nhập cho người lao động, như là bảng chấm công, rồi bảng tính lương hàng tháng. Và lưu ý tất cả các thủ tục giấy tờ trên chúng ta đều phải có xác nhận của người lao động trong đó. Thì đấy là đối với lao động thường xuyên là như vậy. Thế còn trong doanh nghiệp bạn sẽ gặp thêm một đối tượng nữa, đó chính là lao động thời vụ. Lao động thời vụ tức là những cái đối tượng lao động chúng ta ký hợp đồng dưới 3 tháng. Và đối với lao động thời vụ này thì không nhất thiết phải có đầy đủ thủ tục nó chặt chẽ giống như lao động thường xuyên, mà lao động thời vụ các bạn chỉ cần là căn cứ vào chứng minh thư nhân dân của lao động là hai bên ký hợp đồng lao động thời vụ hoặc là thỏa ước lao động tập thể. Thế còn một trường hợp lao động nữa nó cũng không xảy ra nhiều với doanh nghiệp, đó chính là lao động vãng lai. Tức là đối tượng này là phát sinh theo từng lần chi trả của doanh nghiệp chúng ta. Và đặc thù đối tượng này thì lại không hợp đồng lao động, nhưng mà nó sẽ thể hiện bằng các hợp đồng giao việc, hợp đồng giao khoán, và kèm theo đó là các biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành, và các bạn kèm theo chứng từ là các phiếu chi hoặc thanh toán cái tiền công cho họ. Thì đấy là những cái thủ tục đối với lao động phát sinh trong doanh nghiệp, để sau này nó sẽ tránh bị rủi ro khi đơn thuế người ta kiểm tra quyết toán doanh nghiệp. Thì ngoài ra nữa thì sau này bạn sẽ được tìm hiểu sâu hơn trong cái bộ môn kế toán, là đối với những cái khoản mà mình chi trả cho người lao động nhưng mà đã hạch toán trong năm, nhưng đến hết thời điểm 31 tháng 3 tức là thời điểm cuối cùng phải nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà doanh nghiệp chúng ta chưa chi những khoản đó, thì những cái khoản mà chúng ta chưa chi mà đã hạch toán vào trong sổ sách rồi thì cũng không được cơ quan thuế chứng nhận là chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Vâng, và tiếp theo là một câu hỏi nữa đến từ một bạn Phương Lê, hiện đang làm kế toán tại Hà Nội, và bạn có muốn chuyên gia giải đáp cho bạn câu hỏi như sau. Công ty em hoạt động thương mại về sơn dân dụng. Do đặc thù công ty có khách hàng là các đại lý ở rất nhiều tỉnh thành nên hàng tháng nhân viên đi công tác rất nhiều, chi phí công tác cho nhân viên khá lớn, nhưng lại có những khoản chi không thể lấy được hóa đơn. Em muốn hỏi chương trình về thủ tục đối với chi phí công tác để được chấp nhận là chi phí được trừ. Vâng, xin mời chuyên gia. Thì trường hợp này nó không chỉ riêng ở công ty em kinh doanh lĩnh vực sơn, mà nó xảy ra ở hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, nhất là những doanh nghiệp có địa bàn hoạt động trải rộng, rồi hệ thống khách hàng của người ta là các đại lý ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Thì cái chi phí để cho nhân viên kinh doanh đi công tác là một chi phí thì nó chiếm tỷ trọng là khá nhiều trong tổng chi phí của doanh nghiệp. Thì thông thường khi mà nhân viên của công ty đi công tác sẽ được công ty thanh toán ba khoản mục chi phí chính, đó là chi phí về di chuyển, tức là chúng ta là cái đi lại, chi phí di chuyển. Khoản mục thứ hai sẽ là chi phí về lưu trú, tức là chúng ta có thể là ở khách sạn hay là phải lưu trú tại cái nơi chúng ta đến làm việc. Và khoản chi phí thứ ba trong này đó chính là phụ cấp về chế độ công tác phí. Thì ở trong các ba khoản mục này thì có những khoản chi mà chúng ta có thể doanh nghiệp ta khi nhân viên đi công tác là có hóa đơn đầy đủ, nhưng mà có những khoản chi là sẽ do đặc thù của tính chất công việc cũng như địa bàn công tác là sẽ không thể lấy được hóa đơn. Thế ở đây thì ví dụ như chẳng hạn chi phí lưu trú thì có thể là có những địa bàn là nhân viên có lấy hóa đơn về khách sạn hoặc là phòng nghỉ, nhưng mà có những địa bàn vùng xa xôi chẳng hạn thì nhân viên người ta sẽ không có điều kiện lấy được hóa đơn đấy. Vậy thì giải quyết những cái chi phí mà chúng ta không có hóa đơn trong khi đó doanh nghiệp chi ra cho nhân viên đi công tác như thế nào để cơ quan thuế người ta chấp nhận đấy là chi phí được trừ? Thì đầu tiên đối với các bạn là liên quan đến thủ tục về công tác phí thì doanh nghiệp phải có một quy chế tài chính. Trong quy chế tài chính đó có một quy chế nhỏ trong đấy là quy chế về chế độ công tác phí, là chủ doanh nghiệp phải xây dựng cái chế độ này chi tiết đến từng cấp bậc nhân viên trong công tác. Cụ thể mức hưởng của từng cấp bậc trong nhân viên như thế nào thì hiện rõ trên cái quy định chế độ công tác phí. Tiếp theo nữa là
những cái một số cái khoản chi mà do địa bàn công tác chúng ta không thể lấy được hóa đơn thì doanh nghiệp có thể là thực hiện bằng hình thức là khoán để định mức công tác phí. Ví dụ như là nhân viên đi công tác mà ở những địa bàn xa xôi không thể lấy được hóa đơn phòng nghỉ hoặc khách sạn thì công ty sẽ thực hiện khoán chế độ lưu trú hoặc khoán chế độ về đi lại, hoặc nữa là những cái phụ cấp công tác phí nó là bao nhiêu thì cũng phải thể hiện rõ ràng ở trên cái quy chế về chế độ công tác phí của doanh nghiệp. Và lưu ý rằng là những cái khoản phụ cấp công tác phí cho người lao động hoặc nhân viên đi công tác thì theo quy định không được vượt quá 2 lần so với quy chế về công tác phí đối với cán bộ công chức của nhà nước. Và cụ thể cái quy chế đối với cán bộ công chức nhà nước đi công tác như nào thì đề nghị các bạn sẽ tham khảo với tôi ở thông tư số 70 năm 2010 của Thông tư Bộ Tài chính ban hành. Thế ngoài ra, đấy là cái thủ tục ban đầu. Ngoài ra để chứng minh cái việc đi công tác của nhân viên nó là đúng, là phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì đề nghị là các bạn kèm theo là có những cái quyết định cử đi công tác của chủ doanh nghiệp hoặc là những cái giấy đi đường, hay trong đối với doanh nghiệp nhà nước chúng ta còn gọi giấy này là giấy công lệnh. Đấy là cái chứng từ chứng thực là chúng ta đi công tác. Kèm theo đó là nếu như cái chi phí phát sinh mà có khả năng chúng ta lấy được hóa đơn thì các bạn sẽ phải tập hợp đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ kèm theo. Thì đấy là những cơ sở để giải quyết về chế độ công tác phí được chấp nhận là chi phí được trừ. Vâng, và tiếp theo là một câu hỏi đến từ bạn gái ở Ninh Bình. Và bạn có hỏi chuyên gia như sau: thưa chương trình, công ty em hoạt động trong lĩnh vực vận tải. Hiện nay công ty có hơn 10 chiếc xe tải và hàng tháng lái xe đều phải tập hợp hóa đơn dầu, vé cầu đường, làm thủ tục thanh toán. Như vậy, đối với chi phí xăng dầu cho xe chạy của công ty thì em chỉ cần có hóa đơn đầy đủ thì có được chấp nhận là chi phí được trừ không? Vâng, xin mời chuyên gia. Thì đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải, ở đây chắc bên bạn là vận tải đường bộ, thì cái chi phí về dầu cho xe chạy thì chỉ căn cứ vào hóa đơn mua dầu thì chưa phải là căn cứ để xác định chi phí được trừ. Mà đối với yếu tố chi phí này, nhất thiết là doanh nghiệp bạn phải xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu cho các loại xe vận tải trong doanh nghiệp. Định mức này là do giám đốc ban hành, và cái định mức này thì có nhiều cách để người ta xây dựng, nó phụ thuộc vào cái đặc thù của từng doanh nghiệp. Có thể người ta xây dựng định mức xăng dầu cho từng cung đường của cái xe đấy chạy, hoặc xây dựng định mức xăng dầu cho từng tấn hàng, hoặc xây dựng định mức xăng dầu cho từng km của xe chạy. Thì cái đấy là do doanh nghiệp chủ động xây dựng, và riêng định mức này sẽ không phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý. Thế ngoài định mức đấy ra thì nhất thiết chúng ta phải có thêm một cái chứng từ nữa, đó chính là nhật trình xe theo dõi xe chạy của doanh nghiệp. Cái đấy là để sau này hàng tháng là kế toán căn cứ vào nhật trình xem xe chạy kết hợp với định mức xăng dầu được ban hành thì chúng ta sẽ quyết toán được ra cái chi phí nhiên liệu cộng với hóa đơn xăng dầu, thì đấy sẽ là những chứng từ để giải quyết về chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Vâng, và tiếp theo là một câu hỏi đến từ một bạn nam đang làm việc tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Bạn có hỏi chuyên gia như sau: tháng 6 năm 2014, công ty em được cơ quan thuế quyết toán, em không được tham gia và chỉ được đọc kết luận trong biên bản quyết toán thuế, nói rằng khoản chi phí lãi vay năm 2013 bị xuất toán gần 54 triệu. Năm 2013, công ty em có vay 500 triệu của Ngân hàng Nông nghiệp để thanh toán cho nhà cung cấp hàng hóa với số tiền lãi gần 54 triệu nói trên. Và trong khi đó, thủ tục vay vốn đều đầy đủ và vốn đăng ký kinh doanh của công ty em cũng đã góp đủ. Em không hiểu tại sao cơ quan thuế lại bỏ chi phí lãi vay đó là vì lý do gì? Vâng, xin mời chuyên gia. Đối với các khoản mục chi phí cho doanh nghiệp thì sau này chúng ta lưu ý rằng cái khoản mục chi phí đó phải đảm bảo 3 yếu tố chung ban đầu để được xác định là chi phí được trừ. Yếu tố thứ nhất là cái chi phí đó phải là phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ hai là chi phí đó phải đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ, hợp pháp theo quy định của pháp luật. Và yếu tố thứ ba là những cái khoản mà chúng ta, những cái khoản chúng ta mua hàng hóa dịch vụ với giá trị từng lần là từ 20 triệu trở lên thì bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt. Thì ở đây ba yếu tố chung như vậy, thì đối với khoản chi phí lãi vay của bạn, như bạn vừa nêu lên ấy, là doanh nghiệp của bạn là vay 500 triệu để phục vụ hoạt động kinh doanh, cụ thể là chúng ta để thanh toán công nợ cho nhà cung cấp hàng hóa, và đồng thời là cái vốn đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
bạn đã được góp đầy đủ. Thì về mặt thủ tục chứng từ thì cái khoản chi phí này nó đầy đủ. Nếu là các bạn vay ở ngân hàng nông nghiệp thì đương nhiên trong quá trình vay chúng ta phải có hợp đồng vay, tất cả các chứng từ có liên quan tập hợp đầy đủ rồi. Tuy nhiên theo kinh nghiệm quyết toán của tôi với một số doanh nghiệp là khi chúng ta phát sinh chi phí lãi vay mặc dù có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ cũng như là vốn gốc kinh doanh đã của doanh nghiệp đã có đủ nhưng vẫn bị cơ quan thuế xuất toán vì lý do là cái tại thời điểm mà chúng ta tiến hành vay cái món tiền đó thì cái tồn quỹ trên sổ kế toán tiền mặt cũng như là sổ kế toán tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp ấy, là thời điểm đó tồn quỹ của chúng ta là cao hơn nhiều so với món vay. Thì như vậy là khi quyết toán thì đoàn kiểm tra người ta xác định cái khoản này là nó không hợp lệ, nó không hợp lệ mà cụ thể tức là đây nó bất hợp lý. Vì khi tồn quỹ chúng ta mà quá cao so với món vay mà chúng ta vẫn tiến hành vay thì chi phí lại vay được cơ quan thuế người ta xuất toán ra khỏi chi phí được trừ. Thì đây cụ thể với trường hợp của bạn thì bạn nên xem lại cái sổ sách năm 2013 tại thời điểm bạn vay, bạn để ý lại xem cái tồn quỹ đấy nó có quá cao hay không. Thì thực ra đối với bạn là bạn đọc biên bản quyết toán là như vậy, nhưng còn người hiểu rõ nhất thì chắc là người kế toán trưởng doanh nghiệp của bạn, thì bạn phải tham khảo những cái điều tôi vừa nói xem là nó có đúng là như vậy hay không. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, và trước khi nghe những lời giải đáp của chuyên gia Nguyễn Việt Hà thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lì giải lao trong ít phút. Văn hóa doanh nghiệp thì nó cũng là một phần của văn hóa xã hội. Thì trong mỗi doanh nghiệp thì đều có những cái đặc trưng riêng. Từ khi hình thành doanh nghiệp thì bản thân cái người chủ thì xây dựng cho mình một cái triết lý kinh doanh, một cái tầm nhìn, một cái sứ mệnh, một cái giá trị cốt lõi. Để từ đấy làm sao mà trong suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động thì sẽ tác động tới tất cả thành viên trong doanh nghiệp của mình để hướng tới một cái văn hóa doanh nghiệp và hướng tới một cái giá trị để lợi ích cho xã hội. Những hoạt động của Trung tâm Văn hóa Doanh nhân là khởi đầu của một sáng kiến tốt, một tầm nhìn xa khi đất nước đang ở những năm tháng khởi động cho một quá trình phát triển lâu dài, xây dựng đội ngũ doanh nhân chuyên nghiệp, hiện đại trên con đường phát triển kinh tế và hội nhập. Một doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa không thể thiếu các phẩm chất như tổ chức đoàn kết sáng tạo trong sản xuất. Trong môi trường làm việc, mọi cộng đồng từ lãnh đạo đến nhân viên phải có tác phong làm việc tự giác, tính kỷ luật cao trong công việc. Luôn nhận thức được khách hàng không chỉ là đối tượng để cung cấp sản phẩm, mà còn là người nuôi dưỡng doanh nghiệp tồn tại phát triển. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn hỏi Kế toán Hà Nội trả lời. Và trong chương trình ngày hôm nay, với chủ đề chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, thì chuyên gia của chúng ta đó là thầy Nguyễn Việt Hà sẽ giải đáp những thắc mắc cũng như là những câu hỏi yêu cầu từ quý vị và các bạn gửi về cho chúng tôi qua hòm thư kthn@gmail.com. Và ngay sau đây thì chúng ta xin được giải đáp tiếp những câu hỏi tiếp theo của chương trình. Và một câu hỏi đến từ bạn có địa chỉ email là haiyenthu88@yahoo.com.vn có hỏi chuyên gia như sau. Công ty em là công ty cổ phần mới thành lập đầu tháng 10 năm 2014 với số vốn trên đăng ký kinh doanh là 2 tỷ đồng. Giám đốc muốn góp vốn bằng một chiếc xe Camry 2.5 mang tên cá nhân, nhưng những người khác góp bằng tiền mặt. Vậy em làm kế toán thì phải tập hợp những thủ tục gì để hợp lệ? Xin mời chuyên gia. Thì theo quy định hiện nay, khi mà doanh nghiệp mới thành lập thì chúng ta làm các thủ tục về góp vốn, thì lưu ý với các bạn là hiện nay là doanh nghiệp sẽ không được thực hiện góp vốn bằng tiền mặt mà yêu cầu là phải góp bằng hình thức là chuyển khoản qua ngân hàng. Cái thứ hai nữa là trường hợp chủ doanh nghiệp của bạn là ông giám đốc thực hiện góp vốn bằng tài sản cố định là một chiếc xe ô tô Camry 2.5 thì cái việc góp vốn đấy cũng hoàn toàn là được chấp nhận. Tuy nhiên đối với việc góp vốn bằng tài sản cố định thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái thủ tục như sau. Đầu tiên là chúng ta phải có biên bản thỏa thuận góp vốn. Thứ hai là biên bản định giá, hoặc là đối với trường hợp bạn là có thể là biên bản thỏa thuận về giá trị góp vốn. Và thứ ba nữa là các bạn phải có những cái biên bản bàn giao tài sản như là bàn giao về xe, bàn giao về các thủ tục có liên quan. Và đồng thời khi góp bằng hình thức là một chiếc xe ô tô như vậy thì
doanh nghiệp của bạn phải thực hiện là làm thủ tục sang tên đổi chủ, tức là lúc này là cái đăng ký xe đấy phải đứng tên của công ty của bạn, thì sau này cái chiếc xe đấy mới được ghi nhận là tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, và sau các bạn sẽ được thực hiện là trích khấu hao hàng tháng. Và cái việc trích khấu hao này tính vào chi phí được chấp nhận là chi phí hợp lệ, thì sau này cái việc xác định khung thời gian trích khấu hao bạn phải tham khảo ở thông tư số 45 năm 2013. Ví dụ đây là cái xe ô tô thì khung thời gian sẽ trích khấu hao từ 6 đến 10 năm. Đấy là những cái thủ tục liên quan đến việc góp vốn của tài sản thì các bạn nắm rõ. Vâng, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi đã nhận thêm một câu hỏi nữa đến từ một bạn ở Vĩnh Phúc. Và trong thư bạn có hỏi như sau: giám đốc công ty em chuẩn bị thuê một mảnh đất 400m² trong 10 năm với tổng tiền thuê khoảng 1,2 tỷ và công ty em dự định xây xưởng sản xuất gỗ. Cho em hỏi tiền thuê đất và tiền xây xưởng có được tính là tài sản cố định hay không? Là kế toán thì em cần chuẩn bị những gì để những khoản tiền chi ra nêu trên sẽ được hợp lý và hợp lệ? Vâng, xin mời chuyên gia Nguyễn Đào. Thì câu hỏi của bạn cũng lại liên quan đến trường hợp nó là tài sản cố định trong doanh nghiệp. Thì ở đây, với trường hợp của doanh nghiệp bạn, thì cái việc mà doanh nghiệp chúng ta thực hiện là thuê cái mảnh đất đó trong thời gian thuê là 10 năm với tổng chi phí dự tính khoảng 1,2 tỷ như bạn nói, thì cái chi phí thuê này sẽ không được coi là tài sản cố định của doanh nghiệp, bạn lưu ý. Và cái chi phí thuê này muốn được chấp nhận là chi phí hợp lệ thì các bạn cần phải có hợp đồng thuê đất rồi các hóa đơn chứng từ kèm theo đúng quy định. Và cái tiền thuê đất này 1,2 tỷ này các bạn sẽ được tiến hành phân bổ trong vòng 10 năm của bạn đưa vào chi phí từng năm. Riêng đối với cái khoản mục mà chúng ta dự định đầu tư xây nhà xưởng sản xuất gỗ của doanh nghiệp trên cái mảnh đất đó, thì sau khi chúng ta thực hiện xây dựng xong, cái nhà xưởng đấy sẽ được chấp nhận là tài sản cố định của doanh nghiệp với điều kiện phải đảm bảo các thủ tục như sau. Thứ nhất, doanh nghiệp của bạn phải có hợp đồng thuê mảnh đất đó. Thứ hai là trước khi tiến hành xây dựng cái nhà xưởng, chúng ta phải có dự toán xây dựng, chúng ta có hợp đồng thi công xây dựng nếu như doanh nghiệp của bạn là thuê đối tác khác và tiến hành, kèm theo đó kết thúc quá trình xây dựng là hai bên phải có biên bản nghiệm thu công trình và biên bản đưa vào bàn giao sử dụng kèm theo các hóa đơn chứng từ do bên thi công người ta xuất cho các bạn. Thì tổng giá trị những cái chi phí chúng ta bỏ ra trong quá trình xây dựng đó thể hiện trên hóa đơn khi bên thi công xuất cho doanh nghiệp, đó sẽ là xác định tài sản cố định và doanh nghiệp bạn được quyền trích khấu hao hợp lý hợp lệ theo đúng khung quy định các bạn tham khảo trong thông tư số 45 năm 2013. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Và một câu hỏi nữa gửi đến chương trình, và đây cũng có lẽ là câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, đến từ một bạn có địa chỉ email là thảophuong1986nda@yahoo.com.vn. Và trong thư thì bạn có viết như sau: vừa rồi công ty em có thuê văn phòng của một cá nhân, thời gian thuê là từ ngày 1 tháng 10 năm 2014 đến ngày 30 tháng 9 năm 2015 với chi phí là 7 triệu trên một tháng. Em đã ra chi cục thuế để xin mua hóa đơn lẻ, nhưng chị ở đó trả lời là không cấp hóa đơn cho trường hợp của em. Em có hỏi thì chị ấy nói là về đọc lại thông tư hướng dẫn. Vậy chương trình giải đáp giúp em về trường hợp của em và cho em hỏi thêm là sau này tiền điện, tiền nước của công ty em chi trả có được khấu trừ thuế và tính vào chi phí hợp lệ hay không? Và một lần nữa xin được mời chuyên gia của chúng tôi. Trong trường hợp của em, cái vấn đề này thể hiện rất rõ trong cái nghị định số 218 năm 2013 của Chính phủ, đồng thời kèm theo đó là thông tư hướng dẫn số 78 năm 2014 đã nêu rõ trong trường hợp của em. Như vậy là chị cán bộ quản lý thuế của công ty đã trả lời đúng theo quy định ban hành, là đối với trường hợp bên em khi đi thuê văn phòng của hộ cá nhân, nhưng hộ cá nhân đó cái tiền thuê đấy trong năm là phát sinh là dưới 100 triệu là người ta bên chi cục thuế hiện nay sẽ không thực hiện là cấp hóa đơn lẻ cho doanh nghiệp nữa. Mà trong trường hợp này muốn cái tiền thuê văn phòng đó được là chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, thì các em phải có thứ nhất là hợp đồng thuê văn phòng, thứ hai là về sau này chúng ta sẽ phải lập cái bảng kê mẫu 01 gạch chéo thu nhập doanh nghiệp. Thì kết hợp giữa hai chứng từ đó thì doanh nghiệp
chúng ta hoàn toàn được chấp nhận đấy là chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, trong trường hợp chúng ta thuê văn phòng, các chi phí phát sinh phục vụ cho hoạt động văn phòng đó như điện nước, thông thường những cái chi phí này hay mang tên chủ nhà người ta cho thuê, các bạn sẽ không đứng tên chủ, đứng tên công ty, mặc dù là hóa đơn đó chúng ta có. Như vậy là hóa đơn này sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của doanh nghiệp, nhưng hóa đơn đó sẽ được chấp nhận là chi phí hợp lệ của doanh nghiệp, với điều kiện là các bạn làm kế toán phải lập hàng tháng, phải lập thêm mẫu 02-2 thu nhập doanh nghiệp. Đấy là mẫu quy định về bảng kê về hóa đơn điện nước trong trường hợp của em. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc nhận được những câu hỏi qua hòm mail kthn@gmail.com, chương trình còn nhận được những câu hỏi từ các bạn gửi về cho chương trình và gọi điện trực tiếp đến chương trình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một câu hỏi đầu tiên đã gọi điện về cho chương trình. Alo, xin được chào bạn ạ. Vâng, xin chào chị, em ở bên công ty sản xuất ạ. Thì công ty của em gặp một vấn đề về tháng 9 vừa rồi. Cơ quan thuế quản lý của bên em có gọi lên giải trình về một hóa đơn mua hàng tháng 11 năm 2013 với tiền hàng là 65 triệu, tiền thuế là 6.500.000. Đối với hóa đơn đó thì bên em đã làm đầy đủ thủ tục như hợp đồng, hóa đơn, phiếu xuất kho, nhập kho, phiếu sổ thanh toán của ngân hàng. Nhưng mà chi cục thuế vẫn yêu cầu công ty em phải loại bỏ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hóa đơn đó và phải điều chỉnh lại nộp thêm thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm 2013 thì với lý do là tháng 11 năm 2013 công ty đó đã bị đóng mã số thuế, thì bạn của em nói rằng công ty bạn ấy cũng bị trường hợp tương tự nhưng chỉ phải điều chỉnh thuế giá trị gia tăng mà không phải nộp thêm thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy thì chị có thể giúp em xử lý tình huống trên giải đáp giúp em là nên công ty bên em xử lý như thế nào được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn bạn. Với câu hỏi này của bạn thì sau đây thì chúng tôi xin được mời chuyên gia của chương trình, thầy Nguyễn Việt Hà sẽ giải đáp ạ. Vâng, chào bạn. Tôi xin được giải đáp cái tình huống mà công ty em đang gặp phải. Thì thực ra cái việc giải đáp tình huống này thì chúng tôi giải đáp khá nhiều cho các trường hợp của các công ty khác, bởi vì cái việc mà doanh nghiệp khi tiến hành mua hàng hóa hoặc mua nguyên liệu đầu vào mà chúng ta dính vào những công ty mà đã bị bỏ trốn hoặc bị đóng mã số thuế hiện nay diễn ra rất là nhiều. Đối với trường hợp của em, lý do cơ thuế đưa ra đó là tại thời điểm tháng 11 năm 2013, công ty đối tác của em đã bị đóng mã số thuế, mặc dù là bên em có đầy đủ hết các thủ tục khi chúng ta tiến hành mua hàng hóa đó về. Thì hiện nay theo quy định thì hóa đơn của em sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, cho nên là bắt buộc là bên doanh nghiệp em phải lập lại tờ khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào của tháng 11 năm 2013. Còn trường hợp sau đó nữa doanh nghiệp có phải điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp hay không thì nó còn phụ thuộc vào hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, nếu như cái số lượng hàng hóa đó các bạn mua về mà chúng ta chưa xuất đưa vào sản xuất hoặc là xuất bán đi, thì trong trường hợp này chúng ta có đầy đủ sổ sách chúng ta giải trình là số hàng hóa được chưa đưa vào chi phí, thì doanh nghiệp của bạn sẽ không phải lập lại tờ khai điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 nữa. Nhưng nếu như trên sổ sách của doanh nghiệp số lượng hàng hóa đó chúng ta đã xuất bán hoặc đưa vào quá trình sản xuất thì bắt buộc doanh nghiệp chúng ta lại phải lập tờ khai điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thêm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2013 cộng tiền phạt. Thì trong trường hợp mà bạn nêu ra thì khả năng là đối với doanh nghiệp công ty bạn của bạn ấy là không phải điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp, là do công ty bạn ấy chưa đưa cái hàng hóa đó đưa vào quá trình sản xuất và tiêu thụ. Còn doanh nghiệp của bạn, các bạn nên về xem lại sổ sách. Nếu chúng ta thực sự chưa đưa vào thì các bạn có sổ sách chúng ta đưa ra giải trình thì sẽ không phải điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp. Và đề nghị bạn kiểm tra lại sổ sách năm 2013 nhé. Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Và chắc hẳn là vị khán giả của chúng ta đã nghe rõ được những lời chia sẻ của chuyên gia rồi đúng không ạ? Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình thì chúng tôi đã nhận thêm một câu hỏi đã gọi điện đến tổng đài của chúng tôi ngày hôm nay. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị khán giả này. Alo, chương trình xin nghe ạ.
Vâng, em xin chào chương trình ạ. Vâng, xin được chào bạn. Và trước khi đặt ra câu hỏi cho chuyên gia của chương trình thì bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Dạ vâng, em tên là Linh ạ. Em hiện thì em đang làm kế toán của công ty xây dựng nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Và em muốn hỏi chương trình giải đáp cho em một số câu hỏi ạ. Vâng, và xin mời bạn Linh đặt câu hỏi cho chuyên gia của chúng tôi, thầy Nguyễn Việt Hà. Vâng ạ. Câu hỏi thứ nhất là khi thi công một công trình xây dựng thì định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho công trình đó có phải đăng ký với cơ quan thuế không ạ? Đối với lĩnh vực xây dựng của các bạn, khi thi công một công trình xây dựng thì cái định mức nguyên vật liệu này chúng ta không cần phải đăng ký với cơ quan thuế. Và cụ thể nữa, cái định mức này là tuân thủ theo về lĩnh vực về dự toán xây dựng rồi. Ví dụ như chẳng hạn xây dựng một ngôi nhà thì một mét vuông tường 20 từ 10 cần bao nhiêu gạch, bao nhiêu xi măng, bao nhiêu cát, trong đấy người ta đã có dự toán hết rồi bạn ạ. Vâng ạ. Và không biết là bạn Linh còn câu hỏi nào muốn dành cho chuyên gia của chúng tôi không ạ? Vâng, vậy thì hóa đơn là mua nguyên vật liệu của công ty em thường thì rất chậm. Vậy thì có rủi ro gì khi mà cơ quan thuế quyết toán ạ? Đối với kế toán xây dựng, người ta nói là vừa dễ vừa khó. Dễ ở chỗ là chúng ta là chi phí của công trình nào bạn tập hợp đúng đủ vào công trình đó. Nhưng khó ở chỗ là trong kế toán xây dựng các bạn phải bám sát được vào theo cái dự toán của thi công của công trình đó. Đặc điểm của các doanh nghiệp xây dựng hiện nay là việc thi công, chúng ta cứ tiến hành thi công nhưng mà những cái hóa đơn mua nguyên liệu của bạn ấy là về thường là chậm hơn rất nhiều. Và chậm ở đây là ý nói là chậm so với cái tiến độ thi công của công trình đó. Sau này những hóa đơn của các bạn về chậm so với tiến độ thi công của công trình thì gặp rủi ro rất nhiều trong việc cơ quan thuế người ta quyết toán khi xác định chi phí được trừ của doanh nghiệp. Cụ thể là ví dụ thời điểm thi công công trình của bạn kết thúc vào tháng 5 năm 2014 nhưng mà mãi đến tháng 8, tháng 9 các bạn mới tập hợp được đầy đủ hóa đơn về thì rõ ràng những hóa đơn đó về chậm so với tiến độ thi công của công trình và điều này dẫn đến là rủi ro bị cơ quan thuế sẽ loại bỏ ra khỏi chi phí được trừ với lý do là cái khoản chi của chúng ta đó, chi mua nguyên liệu đấy nó không hợp lý so với cái tiến độ thi công công trình đó. Thì các bạn nên lưu ý vấn đề này trong việc làm kế toán xây dựng. Ngoài ra bạn còn câu hỏi gì nữa không? Vâng ạ, cho em xin hỏi một câu nữa là chi phí máy thi công là nhiên liệu cho máy hoạt động hay còn gì khác, thủ tục để khoản chi này được hợp lệ là như thế nào ạ? Đối với chi phí máy thi công trong xây dựng thì nó có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, nếu như doanh nghiệp của bạn mà phải đi thuê máy của đơn vị khác thì cái việc thuê máy đấy trên cái hợp đồng kinh tế giữa hai bên phải thể hiện rõ là bên cho thuê máy có bao gồm nguyên vật liệu, nhiên liệu cho máy hay không, có bao gồm lương của thợ máy trong đấy hay không, hay là có bao gồm những chi phí về sửa chữa máy móc trong quá trình hoạt động hay không. Tức là trên hợp đồng ta phải thể hiện rõ cái trách nhiệm của hai bên. Giả sử như cái chi phí máy thi công đó bạn thuê máy của đơn vị khác mà trên hợp đồng quy định là bên công ty các bạn phải chịu về tiêu hao nhiên liệu hoặc phải chịu về lương của thợ máy hoặc chịu về những cái phí tổn sau này trong quá trình máy hoạt động mà dẫn đến phải sửa chữa, thì trong trường hợp này chi phí máy thi công của doanh nghiệp bạn là bao gồm tiền thuê máy cộng với tiền lương thợ máy trả cho thợ máy cộng với tiền nhiên liệu cho máy hoạt động và các chi phí sửa chữa nếu có phát sinh. Còn trường hợp hợp đồng quy định là bên bạn chỉ phải trả tiền thuê máy thôi, còn tất cả những cái chi phí khác là do bên cho thuê người ta chịu, thì chi phí máy thi công của bạn trong trường hợp này nó là chính là cái tiền thuê máy. Còn khía cạnh thứ hai, giả sử cái máy thi công của doanh nghiệp đó là thuộc sở hữu của doanh nghiệp của bạn, bạn tự có năng lực trang bị máy móc tiến hành thi công, thì trong khoản mục chi phí máy thi công nó sẽ bao gồm các yếu tố như sau. Thứ nhất là chi phí nhiên liệu cho máy hoạt động. Thứ hai là chi phí về khấu hao thiết bị máy, khấu hao tài sản đấy. Và thứ ba nữa là lương của lái máy. Và thứ tư là các chi phí về sửa chữa trong quá trình máy hoạt động. Thì tất cả những khoản mục chi phí trên nếu được các bạn tập hợp đầy đủ những thủ tục như sau thì bạn sẽ được chấp nhận là chi phí được trừ. Đối với chi phí nhiên liệu cho máy hoạt động, doanh nghiệp của bạn phải có định mức tiêu hao nhiên liệu của từng loại xe máy trong công trình. Thứ hai là doanh nghiệp phải có những cái bảng theo dõi nhật trình máy thi công để trên cơ sở đó làm quyết toán nhiên liệu hàng tháng. Và thứ ba nữa là chúng ta tập hợp đầy đủ hóa đơn về nhiên liệu hợp lý hợp lệ.
Còn đối với khoản mục về chi phí khấu hao máy móc thiết bị, muốn được chấp nhận là chi phí được trừ, các bạn phải thực hiện trích khấu hao của máy móc đó theo đúng khung quy định của Bộ Tài chính đã ban hành dựa theo thông tư số 45 năm 2013. Các bạn về có thể tham khảo cụ thể trong thông tư đấy về khung thời gian trích khấu hao. Còn chi phí về lương thợ máy thì cái này bạn có thể tham khảo ở câu hỏi đầu chương trình, tôi đã trả lời về chi phí tiền lương hợp lý hợp lệ đối với của một doanh nghiệp. Đấy, vậy các bạn sẽ chú ý vào những vấn đề đấy cho tôi. Thế ngoài ra bạn còn có thắc mắc gì nữa không ạ? Vâng ạ. Vâng, em xin cảm ơn chương trình ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn Linh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn bạn. Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất tận tình của chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì chương trình Bạn Hỏi Kế Toán Hà Nội Trả Lời đã nhận được rất nhiều những thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan đến việc xác định chi phí được trừ khi cơ quan thuế thanh tra. Nhưng do thời lượng của chương trình cũng đã hết, chính vì vậy mà chúng tôi sẽ gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Và để tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc của các bạn, mọi thông tin chi tiết cũng như thắc mắc, quý vị và các bạn có thể gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email kthn@gmail.com. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.